Dạ, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh của Nông Cơ Đức Châu ạ. Hôm nay em sẽ lên hình review cho bà con một lô sườn sới bà con nhé. Sườn sới ạ. Sườn sới thùng phi này, sườn sới tạt đất này. Nói chung là những con sườn sới này thì bà con chỉ cần mua về rồi là gắn đầu máy lên là xài thôi nhé. Bà con cứ xem rồi là làm sao mà cân đối giữa, cân đối làm sao cho nó phù hợp với con máy, của bà con đang sử dụng tại nhà ấy. Đó, thì những cái con máy này nó là sườn sới này, nó là sườn sới thùng phi này. Những con sườn sới thùng phi này thì nó sẽ gắn được những con động cơ tầm khoảng được từ 3 ngựa, 4 ngựa, 5 ngựa, 6 ngựa và 7 ngựa bà con nhé. Đó, những sườn sới thùng phi này. Đó, thì ba cái sườn sới thùng phi này của Mitsubishi thì bà con là những con này thì nói chung là nó cũng còn đầy đủ hết nhá, còn hoạt động bình thường bà con nhá. Số má hoạt động ok hết ạ. Đó, số xiếc còn đầy đủ hết, ok hết bà con nhá. Không phải suy nghĩ đâu. Đó. Số xiếc còn đầy đủ hết, ok hết. Bà con chỉ cần mua thôi. Nói chung là giá của nó thì bà con mua về là chỉ có gắn máy và là xài thôi, chứ không cần phải làm thao tác gì cả. Đó, số xiếc còn đầy đủ hết nhá. Liêm liếc này. Đây, liêm này, liêm lá này, đầy đủ hết bà con này. Đẹp đẽ cực kỳ luôn. Đó. Trơn tru hết. Đó. Rất là ok luôn. Bánh viếc là ok hết bà con nhá. Không có rỉ nhớt, không có chảy nhớt, không có bị rỉ dầu rỉ nhớt gì cả. Đó. Mình sẽ quay chi tiết cho bà con để bà con cân nhắc. Đây liềm của nó, liềm lá đấy ạ, còn cong nguyên ạ. Cong nguyên hình 5 ít luôn. Đó. Cứng cáp nguyên, không có bị ấy gì cả. Trơn tru. Đó. Thì những cái dòng này là dòng của máy Mitsubishi và Kubota bà con nhá. Những dòng này là dòng Mitsubishi và Kubota thì nó gắn được những cái đầu máy từ 4 ngựa, 3 ngựa, 4 ngựa, 5 ngựa, 6 ngựa và 7 ngựa bà con nhá. Đấy thì những cái này thì nó rất là nhẹ nhàng, nó là sườn sới thùng phi chuyên sới sau. Đó, chuyên sới sau. Liên lạc lắm, đầy đủ bà con. Thì những cái nào giả dụ như khi mà bà con mua thì em có thể em sẽ sơ cua cho bà con cái dây côn hoặc là dây ga để về bà con có thể thay thế vào, đỡ phải đi mua mất công đi mua nữa. Đó. Thì một cái sườn sới này ấy, nó độc có giá của nó. Giá của nó là đi 1.600.000 bà con nhá. 1.600.000 một cái sàn dàn sới này. Không bao ship bà con nhá. Nói chung là cái này ship thì nó cũng không đáng kể đâu, nó cũng chỉ mấy trăm ngàn thôi. Thì giá em bán của hiện tại của em là đi 1.600.000 không bao ship vào con nhá. Đây ba cái sườn sới này. Còn cái sườn lớn kia với lại sườn Honda kia là khác của con nhá, giá là khác. Đây Mitsubishi. Đấy nói chung là bánh biết đầy đủ còn đẹp đẽ lắm luôn á, đẹp đẽ kinh cực kỳ luôn. Đó. Các cái chi tiết bửng này, đó bửng biết còn ok hết, hộp dây cura đầy đủ hết mà. Và con về nói chung là chỉ việc có sự gắn vào máy là xài thôi chứ không phải là chỉnh can chỉnh gì cả. Đó, nó vừa Honda cũng vừa này, mấy dòng Honda này, mấy dòng Kubota này, mấy dòng Isuzu này, mấy dòng Yamaha này, hoặc là đặc biệt là mấy dòng nói chung là Kubota đấy, Mitsu nó thông dụng hết, nó vừa hết chân mà con nhá. Nó thiết kế cái sườn sườn này ra vừa, rất là vừa tất cả các cái dòng máy. Đó. Đây như con đây này, rất là đẹp luôn. Ô đây. Đây mấy con này thực sự con nào nó cũng đầy đủ hết, bà con không phải lo nhá. Khi mà bán cho bà con thì em phải cần chi tiết đầy đủ cho bà con, về bà con chỉ việc gắn máy thôi. Đấy nói chung nó chỉ thiếu mỗi máy bà con nhá, đặt mỗi máy vào là xài thôi. Độc có 1.600.000 một dàn ạ, không bao ship bà con nhá. Đó, rồi ok, liềm lá mít ạ, rất là ok luôn, rất là chém đất, rất là tơi và mịn ạ. Thực sự bà con là làm vườn rau sạch này, hoặc là làm vườn diện tích vừa phải, trồng rau diện tích vừa phải, mấy xào đấy ạ. Có những con máy này vào nó sẽ cày bừa cho bà con, rất là ok, rất là nhẹ nhàng và đỡ công sức bà con nhá. Thì bà con có thể gắn được nhiều đời máy khác nhau, nói chung nhiều, rất nhiều dòng máy. Đấy, tay côn, dây côn, dây ga, cần số đầy đủ hết bà con nhé. Đó, 1.600.000 một dàn thôi ạ. Đầy đủ cho bà con, cục tạ thiết đầy đủ hết này. Không thiếu một chi tiết gì. Rồi ok. Đây, còn tiếp theo đến một con này. Em có một cái sườn sới này, của sườn sới răng dòng Honda nhé, RF660. Thì cái sườn này ấy, em vẫn hiện tại nó như thế này thôi. Nó có một cái bộ sườn như thế này, tức là đây là hộp số của nó, một bộ khung máy đấy, sườn đây. Nó có cần số của con, em chưa gắn cần số đâu. Thì cái bộ này, sườn này của nó thì em bán chỉ có 800.000 thôi bà con nhé. 800.000. Bà con nào thích mua thêm cặp bánh nữa thì một cặp bánh nó tầm khoảng 500-600.000 bà con nhé. Thế đấy thì em sẽ bán cho thêm cặp bánh cho bà con. À bà con nào có bánh rồi thì không cần mua bánh được cũng được. Hoặc là nếu mà không có bánh thì em sẽ bán thêm cho bà con một cặp bánh, nó chỉ cần khoảng 600-800 thôi, tùy theo lớn nhỏ nhá. Đó. Con máy này thì nói chung là gắn được những cái dàn sườn này, có thể gắn được những cái đầu máy như là từ 5 ngựa cho đến tầm khoảng 10 ngựa bà con nhá, 5 ngựa đến 10 ngựa. Đó, dàn sườn này. Thì cái dàn sườn này thì nói chung bà con có thể kéo rơ móc này, nó có thể kéo rơ móc này. Đó, gắn bánh vào sới chuyên sới sau hoặc là kéo rơ móc, tuyệt vời luôn ạ. Nói chung là cái dàn Honda này thì về độ ổn định của nó, hộp nhông của nó thì tuyệt vời luôn, không thể nào chê được. Độc có 800.000 thôi bà con nhá. 800.000 không bao ship. Ở đây nó kèm theo một cục bình ắc quy cho bà con. Kèm với ắc quy, con máy này con máy đề. Đó, thì nó là kèm theo một cục ắc quy, nó còn dính nguyên như này này. Đó.
về vậy bà con chỉ có việc gắn lên là xài thôi, gắn máy lên, gắn bánh vào, kéo rơ móc hoặc kéo thùng, bừa ruộng, đặc biệt là bà con nào bừa ruộng bừa ruộng đấy ạ, gắn bánh lồng ở đây nữa thì tuyệt vời luôn. Bà con nào mà thích mua bánh lồng em sẽ bán thêm cả bánh lồng, gắn máy lên phát là bừa ruộng thì nói chung là không thể nào chê được ạ. Đó, dàn sứ Honda rất là dài và lớn. Đó, gắn máy từ máy 5 ngựa cho đến máy 10 ngựa bà con nhé. Rồi ok, tiếp theo đấy là đến một con dàn sườn này. Cũng từ dòng Mitsubishi. MM đấy ạ, dòng Mitsubishi luôn luôn nó sẽ có chữ MM 116A, 116A. Động cơ này đây. Con Mitsubishi này em phải giới thiệu chức năng. Con Mitsubishi này ấy nó là hiện tại nó đang làm một con máy chuyên tạt đất lên luống, ép luống bà con nhá. Chuyên tạt đất lên luống, ép luống. Con dàn sườn Mitsubishi này nó đang tải trọng trên, nó đang dính trên mình một cái động cơ gọi là 10 ngựa bà con nhá, động cơ Mitsubishi 10 ngựa. Đó. Nhưng mà nó có thể quay đầu đảo tay lên luống bà con nhá. Đây này, đây. Có thể quay đầu đảo tay lên luống nhá. Đấy, cái này là bộ cái tay lái này là quay được bà con nhá. Em siết con ốc kia vào kia rồi. Cái tay lái này là quay được 360 độ. Bà con có thể gắn bộ về gắn máy, những máy công suất là tầm khoảng từ 7 6 ngựa, 7 ngựa, 8 ngựa, 9 ngựa, 10 ngựa, 11, 12 ngựa bà con nhá. Máy xăng, máy dầu ok hết ạ. Máy xăng, máy dầu ok hết bà con nhá. Con này đây bà con nhìn thấy cái hộp Jaguar này nó gọi là siêu khủng hoảng rồi, siêu lớn luôn ạ. Thực sự là những cái dòng sới tạt và máy 10 ngựa thì nó cùng phân khúc, nó là đối thủ của những con Kubota T1-100 hoặc là TA9. Đó, rất là lớn luôn. Con này thì nó là đời cao nhất của Mitsubishi. Đấy, đời cao nhất của Mitsubishi đây bà con. Thực sự là trên hệ thống dây rợ này của nó có rất nhiều chi tiết và thực sự em cũng chưa tìm hiểu được kỹ là nó là cái công dụng như thế nào. À, đầu tiên là cái tay điều hướng này bằng nhựa này, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, gài côn tầng nhai tầng chậm này, có tầng nhai tầng chậm nhá. Cái này là phanh hay sao? À, cái này là phanh hay là côn khẩn cấp này. Đó, rồi công tác tắt máy trên này này, gài cái gì đây? Cái này là gài cái gì ta? À, cái này là gài sườn sới ạ, gài sườn sới bà con nhá. Đây gài sườn sới đây. Đó, đây. Rất nhiều cái chi tiết thực sự em không thể hiểu được là nó là cái gì luôn đấy, đây lại cái cần gì nữa đây. Công tác này đó. Một cái trên hệ thống điều khiển này có rất nhiều dây rợ luôn. Em đếm dây xem nào. 1 2 3 này. 1 2 3 4 này, 5 6 này, 7 8 9 10 11 12 sợi dây. Tổng cộng là 12 sợi dây trên cái bộ điều khiển này thì không hiểu là nó cái thiết kế này nó quá lằng nhằng luôn ạ. Đó. Đây đây là số gì đây không biết nữa. Đây. Số 2 ở hai bên có hai cần số hai bên mà con nhá. Thì em cũng chưa hiểu được là cái cần số này là cái này hình như là một là hình như là cần số nhanh hay chậm này hay là địa hình gì đây này. Nó chữ Nhật khó hiểu quá. Ngoại ngữ rất là dốt đây này, không gì cả. Đó. Đây bên này là cần số này, 1 2 3 4 này. Đấy 1 2 3 tiếng 1 2 3 4 này. À kết hợp cùng tầng nhanh tầng chậm thì nữa nó là sẽ là 6 số bà con nhá. 1 2 3 4 5 6. 4 5 6 là ở tầng nhanh chậm này bà con nhé. Đó, 1 2 3 là tầng chậm này. Đó, có số GE số tiến này. Đấy, bà con này có RF này. RF là cái gì đây không biết này. Nói chung là con máy này nó vẫn còn dính trên một con máy này là dính vẫn còn dính trên máy. Thì con máy nó đã bị cứng máy rồi. Cứng máy thì bà con không phải suy nghĩ về cái động cơ xăng. Động cơ xăng thường thường khắc phục lại rất là dễ bà con nhé. Đó. Thì cái dàn máy này, cái dàn một dàn sườn này không cả dính kèm theo đây. À đây logo Mitsubishi này. Đây logo Mitsubishi này bà con này. Các con thấy không? Đó logo Mitsubishi này. Đó. M160A. Nói chung là cái con máy này thì em bán với giá là đi 1.900.000 bà con nhé. 1.900.000 là không bao ship bà con nhé. Tại vì sao? Con máy này nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn bà con. Con này nếu mà nó vào phương diện nó tạt đất hoặc là ép luống thì thực sự là đây là hệ thống tạt đất của nó đây này. Còn ép luống đây bà con nhé, ép luống đây, gắn hệ thống ép luống vào đây nữa thì nó sẽ tạo ra một cái công suất nói chung là siêu khủng rồi. Máy 10 ngựa mà tạt lợn, tạt đất, tạt luống, ép luống đấy thì nó sẽ tạo ra một công suất siêu mạnh luôn. Đó, cặp bánh này rất là lớn. Cặp bánh đây bà con cần phải nhìn thấy là cặp bánh này. Ô, cặp bánh này như của Kubota. Đây cặp bánh này lớn, có gắn theo tạ luôn này, có gắn theo tạ cặp bánh luôn để nó đầm cái máy xuống, nó không bị nảy. Đó, cặp bánh gắn thêm tạ bà con nhá. Cặp bánh này không bán nữa đã 600-800 ngàn rồi, chưa tính sườn, chưa tính cục máy. Đó, thì cục máy này là nói chung là bà con chỉ khắc phục lại phát là xài ok. Hộp sên, hộp Jaguar còn đầy đủ hết bà con nhé. Chỉ cần bà con alo thôi, em sẽ ship tới tận nhà cho bà con. Nhưng mà con này là không bao ship đâu bà con nhé. Con này không bao ship, tất cả các dàn sườn này không bao ship. Giá của nó có 1 triệu 8 thôi ạ. Thực sự là 1 triệu 800 ngàn một cái dàn sườn lớn như thế này. Bà con về có thể gắn máy tầm khoảng từ 6 ngựa cho đến 12 ngựa bà con nhé. Máy xăng, máy dầu từ 6 đến 12 ngựa về gắn lên chuyên tạt, chuyên để tạt đất lên luống, đánh luống, sới đất. Đó, con này mà sới đất hoặc là ép luống thì nói chung là không thể nào mà chê được ạ. Tại vì công suất của nó quá mạnh luôn. Đó, tại vì dàn sườn của nó kết hợp hộp số rất là lớn luôn. Hoặc là tạt đất lên luống.
đó, các cái bực tạt đất này vẫn còn hoạt động bình thường nhé bà con nhé, tất cả mọi thứ hoạt động rất bình thường, ok hết bà con nhé. Đó, tất cả mọi thứ hoạt động rất bình thường hết, côn số này nọ đầy đủ hết bà con nhé. Đấy, số hai bên này còn đầy đủ hết bà con, không thiếu một chi tiết gì. Cặp bánh này còn rất là đẹp luôn, cặp bánh này còn rất là ok. Đó, bà con về chỉ việc là gắn máy lên vào là xài thôi ạ. À, con này nó không có liềm bà con nhé, bà con thích mua liềm thì sẽ bán thì nó có một bộ liềm về để gắn vào. Độc có 1.800.000 bao ship, à, không bao ship, bán tại cửa hàng đấy ạ. 1.800.000 không bao ship cho bà con. Thực sự là nói chung là bà con nào đã có máy rồi ấy, những cái máy thùng khoảng 7-8 ngựa hoặc là những động cơ máy dầu thùng khoảng D4 gắn lên đây, D4, D6 gắn lên đây là tục tuyệt vời luôn. Đó, rất là lớn bà con nhé. Đấy, còn những con này thì nói chung là cũng chỉ có 1.000.000 thôi. Đó, giá em đã báo hết trong công khai lên rồi thì bà con chỉ việc mua, alo cho em. Gắn, chỉ việc gắn máy lên xài, không phải làm một cái gì khác nhé. Làm trơn lại mấy cái dây ga này thôi là được thôi, bắt lại cái công tác là ok. Đấy, còn dàn sườn kia cũng giá cũng như thế rồi, có 800.000 thôi bà con ạ. 800.000 một dàn sườn kia nhé, của Honda. Thực sự là gắn bánh nó lồng, gắn bánh lồng để bừa ruộng vào này, gắn máy lên này, gắn một đầu máy Honda GX200, GX160, GX200, GX300 gì đó lên là ok tuyệt vời luôn, không thể nào chê được ạ, dàn Honda. Rồi ok, đây. Cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Vì đã quan tâm video thì trong thời gian qua đã quan tâm kênh của em. Đó, hàng ngày em sẽ lên cho bà con rất là nhiều video khác nhau để bà con lựa nhá. Đây, sườn rạch nước rất là nhiều bà con này. Sườn rạch nước đây, bà con chỉ cần mua máy về thôi là gắn vào sườn rạch nước này là kéo rạch nước, rạch rãnh. Đó, trên ruộng, trên rùa, rạch rãnh gì đó, ok. Còn em còn rất là nhiều máy bà con nhá. Đó, rất là nhiều máy luôn. Máy phát điện này, máy phát điện thì bà con số lượng rất là nhiều rồi. Máy phát điện này, máy sới này, nói chung là cực kỳ nhiều luôn. Đấy, bà con không phải lo về số lượng nhá, chỉ cần alo em thôi. Đầu nổ này, đấy, những cái dàn sườn kia mà gắn những cái đầu nổ tôi nói, EH Robin này thì nói chung là nó tạo ra một siêu phẩm rồi. Robin UHV này, Kubota UHV này, Robin EA 8.5, cái con máy mà MM dàn sườn kia, dàn sườn lớn kia mà gắn cái con Kubota UHV, à, Robin UHV 8.5 này ấy, thì nó sẽ thực sự là siêu mạnh luôn. Đó. Rồi ok. Đây, những con máy đây, máy sới đây, nhiều lắm bà con nhá. Bà con cứ alo hoặc là hỏi dòng gì đây. Honda RF này, Honda RF này, chuyên tạt đất lên uống này, một giò. Kubota, Kubota động cơ 7.5 HP, chuyên tạt đất lên uống đấy ạ, siêu rãnh hẹp luôn, siêu hẹp luôn. Xài liềm 6 cánh bà con này, liềm 6 cánh, chuyên tạt bà con nhé, chuyên tạt đất đấy ạ. Đó, có 6.900.000 một con Kubota này, AR700, chuyên tạt đất lên uống, sới đất, băm cỏ. Đó, rất là nhiều chức năng. Đó, sới thì còn nhiều lắm bà con nhé, nhiều vô cùng luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Đấy, cả xe điện nữa này, xe điện cho người già này. Đây, xe điện này. Đó, có mấy triệu bạc thôi ạ. Nào xin. Rồi, sới bên kia nữa. Nói chung là bà con chỉ cần alo, hỏi dòng gì nhá. Cứ đừng ngần ngại, cứ cầm điện thoại lên, alo cho em. Em sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho bà con từng dòng một. Đó, để bà con phù hợp với công việc, phù hợp với những cái điều kiện túi tiền của bà con. Đó. Máy cưa phát cỏ nhiều lắm, đặc biệt là máy sới bà con nhá. Đó, máy cưa đây. Đó, rồi ok. Đây, anh em thợ đang làm để mà chuẩn bị bán cho bà con những cái đơn sới, máy sới của bà con, đơn máy phát điện rất nhiều đây. Nhưng mà máy phát điện thì bà con đã chốt rất là nhiều đấy ạ. Đó, chốt rất nhiều đây. Thì bà con cứ chờ đợi em nhé, bọn em đang hoàn ngày nào cũng hoạt động hết công suất. Thì dành máy sới cho bà con, gửi máy sớm nhất cho bà con để sử dụng ạ. Đó. Kubota T155S, T160S phát điện còn nhiều lắm bà con nhé, máy phát điện còn rất là nhiều, bà con cứ đừng ngần ngại, cứ cầm điện thoại lên alo cho em. Đó, cứ alo cho em. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá. Dạ, em chào bà con ạ.